Hello, hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống tại đảo Síp. Mọi người ơi, bây giờ thì đang là 6:30 chiều ở Síp nha mọi người. Và bây giờ thì Hana đang bắt đầu đi ra ngoài sân bay để đón khách hàng sang ngày 1 tháng 10 năm 2023. Đấy, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2023. Và khách hàng của Hana là đi từ lúc bay từ lúc 9 giờ sáng ở Việt Nam và đến Ship vào lúc 7 giờ 30 tối ở Ship, bay trong vòng 13 tiếng nha mọi người. Là tổng hành trình đi trong vòng 13 tiếng, giống như những cái đợt mà Hana về Việt Nam vậy đó. Thì đảo Ship ngày hôm nay đón anh bằng một cơn mưa đầu tháng 10. Đây, cho mọi người xem ở Limassol. Trời mới mưa xong nên tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, còn hơi u tối một chút xíu, nhưng mà mưa làm cho sạch bụi nhà cửa rồi sạch sẽ hết. Và Limassol này mọi người, buổi chiều mọi người nhìn thấy xe cộ tấp nập chưa? Đấy. Ở Limassol thì nó sẽ vui hơn những thành phố khác, bởi vì Limassol là một cái thành phố kinh tế, giống như từng cái video clip mà Hana nói á, thì Limassol là một cái thành phố kinh tế của Síp. Ở nơi đây thì 80% dân số á, là người nước ngoài, international. Đấy. Bên này là một dãy quán cà phê, quán ăn, còn bên này là một quán cà phê, quán ăn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy được cái Limassol. Thì nếu mà anh chị nào mà ở Sài Gòn á, quen rồi á, thì mọi người sẽ qua bên này sợ buồn á, thì ở thành phố Limassol thì sẽ vui hơn những thành phố khác, nó nhộn nhịp hơn. Đấy. Cái mật độ dân số rồi này kia, và những cái người sống ở đây là người nước ngoài nhiều, nên là nó cũng dễ hòa đồng á mọi người. Với cái thứ hai nữa, cái ưu điểm thứ hai của đảo Síp nữa là không có phân biệt chủng tộc, người ở đây rất là thân thiện đó, nên là mình qua đây mình cũng không có sợ bị kỳ thị, bị này kia. Đó là một cái lý do mà Hana thích ở Limassol. Và một cái nữa là do là công việc của Hana thì đa số anh chị mua nhà ở thành phố Paphos, nhưng mà Hana ở Limassol là do Hana còn một cái spa nữa, nên là cái lúc mà mình mở cái cơ sở làm ăn đồ này kia ở trên này thì nó rất là dễ, bởi vì là trên này nó dân đông rồi, dân đi làm rồi này kia nó nhiều á, nên là mùa đông với mùa hè thì hầu như là cái việc kinh doanh của Hana nó như nhau đó. Rồi gì nữa ta, nói chung là Limassol là một cái thành phố mà Hana thích sống. Thì có nhiều anh chị thì thích sống ở thành phố Paphos hơn, bởi vì Paphos thì nó kiểu không có đông đúc á, nó bình yên hơn, nó ít người hơn, bình yên hơn, thư giãn hơn, chiêu chiêu hơn. Còn ở thành phố Limassol thì đông vui, nhộn nhịp, xe cộ nhiều. Đấy. Đây là nhà quả trứng. Thì ở Síp này thì có hai sân bay, một cái sân bay ở thành phố Larnaca. Thì sân bay đó hầu như là những cái chuyến bay mà ở bên châu Á sang á, thì hầu như là đi qua Larnaca. Còn một cái sân bay nữa là sân bay Paphos. Thì đó giờ thì Hana chỉ đi sân bay Paphos có đúng một lần là đón khách ở bên UK qua. Đấy. Còn bây giờ thì mình đi đón khách ở sân bay Larnaca, bởi vì khách mình là từ Việt Nam sang và quá cảnh ở Doha thì sang sân bay Larnaca. Đến ngày cuối tuần này, chủ nhật tuần này thì Hana đi Đức á, đi Berlin á, thì Hana sẽ đi sân bay ở thành phố Paphos. Đó. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng đi đến sân bay đón khách hàng cùng với Hana nha. Thật ra thì một năm á, thì Hana đi sân bay không biết là bao nhiêu lần đón khách hàng á mọi người. Thì nếu mà ai mà theo dõi những cái video clip của Hana thì mọi người cũng thấy là Hana đưa đón khách hàng sân bay rất là nhiều luôn. Một năm á nội cái là mình đi về Việt Nam để gặp khách hàng, để tư vấn khách hàng, rồi đi dẫn khách hàng từ Việt Nam sang đảo Síp, rồi dẫn khách hàng từ Síp về Việt Nam, rồi đi đón khách hàng tự sang rồi này kia. Nói chung là một năm mình đi sân bay rất là nhiều lần. Nếu mà anh chị nào mà theo dõi cái video clip của Hana thì những cái video clip trước của Hana thì mọi người cũng biết là cái tần suất làm việc của Hana với lại cái tần suất mà bán hàng của Hana nó nó đông như thế nào luôn á mọi người, một năm thì không biết là bao nhiêu luôn á. Đấy thì cũng do cái thứ nhất là do anh chị có lòng tin với mình, khi mà xem những cái video clip á, thì anh chị cảm thấy là cái bạn này trung thực, bạn này đáng tin, bạn này tư vấn những cái nó rất là thật với lại cuộc sống, chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm bên cuộc sống, thì bạn này cảm thấy là có thể làm việc được. Cái thứ hai nữa là khi mà khách hàng đã làm việc với Hana rồi thì những cái người thân bạn bè của khách hàng đó thì hầu như là khách hàng cứ giới thiệu cho Hana hết, chứ không có giống như là mua một lần xong rồi là bất mãn rồi thất vọng rồi khi mà người thân bạn bè thì lại giới thiệu cho môi giới khác. Nhưng mà so với lại những cái người khác thì là Hana có một số cái khách hàng mà cái căn nhà đầu tiên đã mua qua một cái môi giới khác, đến khi mà làm xong thủ tục giấy tờ đồ này kia nó các thứ, nó phát sinh rồi các thứ, thì đến căn nhà thứ hai và những cái người thân hoặc là những cái người bạn bè thì anh chị lại giới thiệu cho Hana đó. Nên là Hana có rất là nhiều khách hàng từ những cái môi giới khác quay trở qua cho với Hana và mua căn thứ hai thứ ba rất là nhiều luôn. Nên là trạm vé thì Hana cứ làm việc bằng cái kiểu dạng như là người thật việc thật như này, thì dần dần thì anh chị cũng biết đến Hana nhiều, và trong cái quá trình làm việc thì mọi người cũng kiểu tin tưởng và giao nhiều cái công việc cho Hana hơn nữa. Thì cái này thì thật sự thì Hana cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm ơn mọi người rất là nhiều trong một cái khoảng thời gian qua mà mọi người đã luôn ủng hộ và luôn tin tưởng Hana. Bây giờ thì mình sẽ đi tới Larnaca nha. Hello. Dạ, yeah. Đi mà Đông Anh, xe em đây. Xe cái. Mang ba lô lên luôn. Dạ. Yeah. Ngồi trước đi ha, cho nhìn đường. So he will sit here and he will look at the rules. Hello sir. Để xích veo vô anh. Đây. Em canh giờ chính xác luôn. Khỏi xuống trời chờ. Chào mọi người, mình đã đón anh khách hàng từ sân bay rồi. Thì bây giờ mình đang thank you. Yeah, take some water or something. Yeah, one big bottle water, but not sparkling water. Not normally. Still, yeah. And Bây giờ thì mình đi tới nhà hàng, dẫn anh đi tới cái nhà hàng, thì nhà hàng quen thuộc là Breeze Marina. Thank you. Đây mọi người. Nhìn thấy mấy con si bát không? Đó. Cá quá trời. Cái nhà hàng này thì mình hay dẫn khách hàng đi nè, ở ngay bến du thuyền nè. Thì được cái là anh khách hàng này nói tiếng Anh giỏi nên là mình khỏe được, nói tiếng Anh giỏi nên là nói chuyện được với ông thầy nữa, nên mình đi cảm thấy thoải mái, là không phải vừa nói chuyện với khách hàng mà vừa phiên dịch đó, nên là cảm thấy vui. Thì đợt trước mình cũng có một anh khách hàng nói tiếng Anh giỏi lắm luôn, thì qua thì mình không cần phải phiên dịch gì hết trơn luôn đó. Bây giờ thì chuẩn bị order đồ ăn ăn nha.